Ờ, thư sư có một số người nói ủng hộ ăn chay là theo. Bà Thật Đa suy nghĩ sao về việc này? Trong kinh chưa từng có chỗ nào Đức Phật nói ăn chay là ác nghiệp, bất thiện hay hành sát cả. Chỉ nói sắc xanh là bất thiện nghiệp. Ờ, nhưng mà trước khi mà bắt đầu câu trả lời này đó. Uh, sự hỏi cái người mà hỏi như thế này nè, bởi vì nếu như quý vị mà trả lời nó uh, không được á, thì uh, thôi cái phần tiếp theo quý vị cũng không cần phải nghe nữa. Hmm. đó là quý vị hỏi, hỏi thẳng quý vị hỏi là để muốn sư đồng ý với quý vị hay là quý vị hỏi để quý vị chỉ đơn giản muốn bày tỏ quan điểm của quý vị và quý vị hỏi có muốn nghe cái lời phản biện hay không đương nhiên cái lời phản biện này là theo pháp nếu như mà mình hỏi mà mình với cái tư thế là mình không chấp nhận cái lời phản biện á thì cái buổi nói chuyện của chúng ta nó không có ý nghĩa. À, như vậy đó, sư nói thì quý vị sẽ chỉ dùng cái thái độ um, phản đối để mà nghe, à, hoặc là dùng thái độ chỉ trích, hoặc là dùng thái độ sôi mối, hoặc là dùng thái độ bất mãn, thì như vậy đó, cái tâm của quý vị sẽ bị ô nhiễm bởi cái lòng sân hận và bất mãn thì quý vị không thể nào có được cái sự lắng tâm lắng tai để mà nghe được cái sự thật ừ sự nói trước để quý vị chuẩn bị cái tâm lý bởi vì nếu như mà quý vị không chuẩn bị được cái tâm lý đó thì thôi tắt chúng ta để tránh cái tâm bất thiện nó, nó sành khởi nên ừ. ờ, tại vì đó sư biết là có những cái câu hỏi mà nó dính dáng đến cái phần truy kiến á. mà nếu như sư nói nó, nó nghịch với cái truy kiến của quý vị thì quý vị sẽ nghe nó rất là khó chịu thành ra phải chuẩn bị tâm lý rất là sẵn sàng ừ. và tốt nhất là nên ăn cứu trong tâm từ hoặc là an trú trong cái trí tuệ có sự suy xét ừ? à, sư từng sư từng nghe một số vị trưởng lão dạy dỗ rồi mà những cái vị trưởng lão đó khi mà dạy sư thì các ngài do không có cái nhu cầu lấy lòng sư cho nên khi các ngài trưởng lão mà dạy dỗ các ngài dùng những cái lời nó rất là nghiêm khắc nghiêm túc thì mặc dù sư biết là các ngài dạy đúng Nhưng mà sư vẫn phát hiện là cái phản ứng Cái tâm sân nó sanh khởi Do người khác chia lỗi Đấy à, Cho nên là sư phải khi đó đó Sư phải rất là cố gắng để mà sư lắng nghe Bởi vì sư biết các ngài nói đúng à, Sư nói như vậy để mà quý vị hiểu Và chuẩn bị sẵn cái tâm lý ha Để mà nghe cái lời phản biện Bởi vì sư biết là nghe cái lời phản biện á, thì nó không có dễ chịu chút nào ờ, và sư sẽ trả lời từng cái phần một trả lời từng cái phần một cho quý vị ừ. ờ, trong kinh chưa từng có chỗ nào đức phật nói ăn chay là ác nghiệp hoặc bất thiện nghiệp hay hành sát cả thì ở đây quý vị xem cái bài kinh um, kinh 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 kinh, kinh kinh cài diếp sự tử hống ha, à, ca diếp sự tử hống à, thì ở đây đó ừ, đây nè sa Gautama gotama chỉ trích mọi cô hành tuyệt đối phỉ bán mặt sát mọi cô hành mọi lối sống khắc khổ có phải lời vị ấy nói đúng lời của tôn giả gotama có phải nhưng vị ấy đã vu oan cho tôn giả gotama hay không à, này các sa những ai à, nói chỉ trích cổ hành tuyệt đối phỉ bán mạt sát mọi cổ hành mọi lối sống khắc khổ nhưng vị ấy nói không đúng lời của ta đã vu oan không xác thật này lời của ta này cái à, cái 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 này nó hơi nhỏ ha à. này này Kassapa, ở đời này với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh sống khắc khổ. Sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiền thú, thiên giới thanh tịnh siêu nhân. Ta thấy một số người tu khổ hạnh nhưng ít khắc khổ hơn. Sau khi thân hoại mạng chung sanh vào ác thú, à, ác sanh ác thú địa đó xứ địa ngục. Hả? À. Này Kassapa, ờ à đấy tức là cái việc mà ngay cả cái việc mà tu khổ hạnh á ngay cái việc tu khổ hạnh thì không phải cái người nào tu khổ hạnh á thì họ cũng sẽ uh, đọa địa ngục à, có một số vì tu khổ hạnh mà vẫn sanh về thiện thiện thú nhưng mà một số vì tu khổ hạnh thì vẫn đi địa ngục à. Cho nên là nên nên tránh những cái sự phân tích để mà mình đi đến cái sự chia rẽ, đi đến sự tranh cãi thì không có cần thiết. Nhưng mà đó, nhưng mà đó trong cái đây nè. Ở đây này, ăn thịt. Đây. Ở đây Đức Thế Tôn liệt á cái việc mà ăn không ăn cá thịt, không ăn cá thịt, nó nằm ở trong các cái phần khô hạnh, nó nằm trong những cái pháp khô hạnh, và được những cái vị sa môn bà la môn công nhận là đưa đến quả vị sa môn bà la môn, nó được đề cập chung với cái việc sống lõa thể, sống lõa thể, rồi um, liếm tay cho sạch, rồi đi khất thực không chịu bước tới quý vị có rảnh thì xem ha nhưng mà trong đó thì có cái là không ăn cá thịt thì được liệt vào trong những cái pháp khổ hạnh và đức thế tôn trả lời như thế này này cái sa nếu một người sống theo những cái pháp khổ hạnh như vậy đó À, mà nếu như nếu như vị này không tu và không chứng được các cái giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thời vị ấy rất xa xa môn vị, rất xa bà la môn vị. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Ở đây đó. Cái việc mà không ăn thịt cá đó bản thân cái việc đó nó không quyết định nó không quyết định cái sự tu hành chứng đắc gì hết, nó không giúp cho một vị có sự chứng đạt giác ngộ và cái việc không ăn cá thịt ấy, được Đức Thế Tôn liệt vào trong các pháp khổ hạnh, Đức Thế Tôn ngài không có miệt thị, không có miệt thị các phương pháp khổ hạnh, nha ngài không có miệt thị các phương pháp khổ hạnh, nhưng mà như trong kinh truyện pháp luân ấy, đức thế tôn nói rằng khổ hành là một cực đoan và cực đoan này không đưa đến giải thoát giác ngộ chỉ có pháp trung đạo mới đưa đến giải thoát giác ngộ nha cho nên uh, quý vị có um, theo dõi những bài giảng của sư thì cũng biết rằng uh, sư không có chỉ trích uh, sư không có bài xích sư không công, uh, công kích những người ăn chay nói thẳng là những người không ăn thịt cá nhưng mà quý vị cần phải hiểu rằng Đức Phật liệt cái dạng này vào một trong những cái pháp không có đưa đến giác ngộ và nó là cái thuộc về cái pháp khổ hạnh không đưa đến giác ngộ bởi vì nó nằm ở một phía là cực đoan mà ở trong tăng chi bộ kinh ấy, tăng chi bộ kinh thì có nói rằng À, những cái pháp mà nó là có những pháp thiền có những pháp bất thiền thì đối với dục giới đó đối với dục giới thì cái pháp nào là thiền pháp nào là bất thiền không sắc xanh không trộm cắp không tà dâm không nói dối không uống rượu là thiền còn sắc xanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu là bất thiện nhưng mà đó là thuộc về dục giới còn thuộc về sắc giới đó... Thì... Ngay cả... Cái việc bố thí... Cái việc bố thí... Cái việc mà cung kính... Phục vụ... Nó cũng là bất thiện... Cái bất thiện ở đây... Nó không có liên hệ... Gì đến cái việc mà nó... Nó không liên hệ gì đến cái... Cái ác ở đây hết... Mà cái bất thiện ở đây có nghĩa là nó không có khéo bởi vì đối với các vị mà uh, sắc giới đó thì sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nó là thiền còn các cái thiện dục giới nó lại trở thành bất thiện đối với các vị mà vô sắc giới thì các cái thiện dục giới các cái thiện sắc giới là bất thiện chỉ có không vô biên sứ thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ là thiện. Còn đối với quả vị giải thoát thì những cái phương pháp nào không đưa đến giải thoát giác ngộ thì nó là bất thiện. Còn phương pháp nào đưa đến giải thoát giác ngộ thì nó là thiện. Nha. Cho nên nếu như mà nói một cách mà khó nghe thì ngay cả các cái phương pháp khổ hành um, cũng được xếp vào bất thiện. Bất thiện ở đây không có nghĩa là ác nhớ dùm nha. Bất thiện ở đây không có nghĩa là ác mà bất thiện ở đây có nghĩa là không có khéo. Akusala không có nghĩa là ác nha. Uh, Akusala tức là không có khéo bởi vì sao? Bởi vì khi thực hành các cái phương pháp khổ hành nó không đưa đến giải thoát giác ngộ do đó Đức Phật gọi nó là không có khéo bởi vì nó không đưa đến sự giải thoát giác ngộ ừ. à, thành ra là sư giả thích cái cái ý đầu tiên cái ý đầu tiên ừ. rồi à, cho nên dù theo truyền thống nào ăn chay hay ăn mặn cũng không nên bài bác người khác khi họ cổ suý ăn chay phải không sư Ờ, bởi vì chỉ khi ta bởi vì chỉ khi ăn ta chỉ cần không bám chấp không dính mắt đến món ăn là được thì uh, trong trường hợp này nếu như quý vị nói rằng uh, mình uh, không bám chấp không dính mắt vào món ăn thì tại sao quý vị lại đi cổ suý ăn chay hay ăn mặn đúng không nếu như mà mình nói mình không bám chấp á thì một cái miếng thịt thối hay là một cái miếng thịt ôi thiêu hay là một cái miếng thịt ngon thì đối với mình mình vẫn thọ dụng như thường một cái miếng đậu hũ à, hay là một miếng đậu hũ mà bị thiêu hay một miếng đậu hũ ngon mình vẫn thọ dụng như thường và nó là một cái cọng rau hay là một miếng thịt thì mình vẫn thọ dụng như thường tiền đó mới gọi là không bấm chấp vào thực phẩm chứ còn tôi chỉ ăn một vài món thôi tôi chỉ ăn cái cây tôi chỉ ăn rau củ uh, tôi không ăn cá thịt thì cái này mình nếu mà quý vị gọi nó là mình không bấm chấp không dính mắc vào món ăn thì sư thấy hình như nó hơi nó hơi nghịch hình như nó hơi nghịch ừm um. Uh, con thấy có nhiều nhà sư theo truyền thống nguyên thủy vẫn chọn ăn chay cũng không bài bác ăn thịt uh, vậy đó có gọi là theo đề bài đặt đây không thì um, đúng là có có một số có một số vị thì các vị đó vẫn ăn chay uh, nhưng mà đương nhiên thì như sư nói như sư nói các vị lựa chọn cái phương pháp khổ hạnh là không ăn cá thịt thì đó là quyền lựa chọn của mỗi người chúng ta chỉ cần biết rằng nó không đưa đến giải thoát giác ngộ chỉ riêng cái việc đó không đưa đến giải thoát giác ngộ mà chúng ta phải thực hành bát chánh đạo ừ, chỉ có con đường thực hành bát chánh đạo thì mới đưa đến sự giải thoát giác ngộ còn bản thân chúng ta ăn cái gì đó thì nó không có đưa đến cái gì hết nghe cả bản thân sư nghe bản thân sư sư vẫn chuộng ưu tiên sư vẫn ưu tiên ăn nhiều rau củ nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng uh, có thịt thì sư không có ăn uh, và một số vị đó một số vị đó uh, vì cái chuyện chỉ vì cái chuyện mà vị đó không thể ăn chay tức là vì đã muốn ăn chay thì đương nhiên à, nhưng mà trong một số trường hợp ví dụ như uh, cư sĩ họ cúng thịt cá họ hiểu đạo nha thịt cá nó họ uh, họ làm hợp lệ rồi họ cúng thịt cá hợp lệ nhưng mà cư sĩ họ không biết vì này ăn chay uh, và vì này như vậy thì vì này trở nên rất là phiền bởi vì vì này không có ăn không ăn thịt cá mà cứ cúng thịt cá thì vì này vì này rất là phiền và rồi dần dần á vì này hoàn tục bởi vì vị này nghĩ rằng làm cái việc tu theo nguyên thủy cái việc tu xuất gia thì nó không giúp nó không nó làm cho vị này khó mà giữ được cái chuyện ăn chay cho nên vị này hoàn tục thì quý vị nghĩ rằng cái chuyện ăn đó nó trở thành cái sự trói buộc đối với vị này và quý vị thấy là Đức Phật ngài tại sao mà ngài thì không có đồng ý với cái yêu cầu của đề bà đặt đa là chúng sanh là chư tăng không có được ăn cá thịt Nếu quý thấy không à, khi mà tu á thì càng tu mình phải càng trở thành một người dễ nuôi tức là gì người ta cho mình cái gì thì mình ăn cái đó chứ còn mà mình phải yêu cầu người ta đó phải thế này tôi mới chịu ăn thế kia tôi mới chịu ăn thì đó là đi ngược lại với cái lời dạy của đức thế tôn là một vị tu sĩ phải là một người dễ nuôi ừ. tức là sao cũng được sao cũng phải sống được hết trơn hết trọi á ừ. thành ra có những lần có những lần mà sư đi khất thực những vị mà tu sĩ mà không đi khất thực á thì các vị đó không có những cái sự trải nghiệm quý giá của một cái đời sống tu sĩ quý vị khi sư đi khất thực hứng? Sư sơn bác đương nhiên sư đi khất thực sư chỉ nhận thực phẩm chứ sư không có nhận tiền chỉ khi đi khất thực thôi thì khi đi khất thực như vậy đó uh, có những người họ rất muốn cúng giường rất muốn đặt bát nhưng mà hì một nổi đó họ nói là bây giờ ở đây con không có đồ ăn chay thành ra là con không có cúng giường được trong tay của họ họ có đồ ăn nhưng mà đồ ăn đó đồ ăn mặn nhưng mà thì, thì họ không có cúng giường được thì quý vị nghĩ đi quý vị nghĩ đi ờ khi đó sư đó, mới nghĩ là ai là người ai là người đã khởi xướng cái việc mà phải ăn chay để nó ăn sâu vào trong tiềm thức của những con người thiện nam tính nữ để rồi đó chính cái việc đó cản trở họ khi thấy một vị tu sĩ được khất thực bởi vì như vậy trong tay họ nếu như họ không có đoạn chay thì họ không được phép cúng dường quý vị thấy không như vậy thì mình lại vô tình mình đi cản trở mình đi cản trở người ta khi người ta làm phước trong khi đó bình thường chỉ cần là người ta có cái gì ở trong tay của họ là người ta cúng là được rồi còn đằng này đó mình làm cho mình trở thành một cái vị tu sĩ khó nuôi khó chịu khó chịu phải là đồ ăn chay thì mới được còn trong tay họ không có đặng chai họ rất muốn cúng dường mà họ không thể cúng dường thì quý vị suy nghĩ Cái đó là nên hay không nên ừ. Cho nên Theo cái quan điểm của sư Một vị tu sĩ Phải là người dễ nuôi Tức là quý vị có cúng cho Sư một tháng trời toàn Là cháu trắng Thì cũng được Hoặc là một tháng trời chỉ toàn Là ba cái đồ ăn ôi thiêu Thì cũng được thôi kệ Ăn vô nó đau bụng thì nó là như vậy đó. đời tu sĩ nó vốn là như vậy đó. quý vị mà đi tu quý vị thấy là có những khi đó ha có những khi đó quý vị ăn thịt đó, mà quý vị sẽ thèm ăn chay tại sao bởi vì một cái bữa cơm á nó chỉ có một cái con cá còng nó khô nó khô còng mà nó cứng ngắt nó mặn chát kìa quý vị ăn cả tháng trời như vậy đó coi như là nút muối mà thay cơm nút muối để mà có vị mà ăn cơm thì tự nhiên là Tôi biết là có nhiều vị thôi mong sao ăn chay đi có rau có củ có quả ăn cho nó ngon chứ còn ăn mà ăn chứ một con con cá khô mà nó khô cằn như vậy thì nhiều vị nói thôi ăn chay nó ngon hơn cái kiểu như vậy đó ừm ừ. rồi vì khi mọi người ít ăn thịt hơn thì sự sát sanh chắc chắn sẽ giảm. À, quý vị rõ ràng là quý vị giết um, um, hoa, đây là điều không thể bàn cãi. À, quý vị đã bao giờ đi suy nghĩ là quý vị những cái người mà hỏi câu hỏi này, quý vị chưa có làm nông, quý vị chưa có làm nông, à, quý vị chưa có trồng ruộng quý vị chưa có à, trồng trái cây à, nó thẳng là mình chưa có lòng nông thành ra là quý vị có cái suy nghĩ nó rất là ngây thơ nếu không tin á đi hỏi mấy cái người mà làm ruộng làm rẫy á à, hỏi họ coi à, mà sư không nghĩ suy nghĩ là quý vị không cần phải hỏi đâu thì mình vẫn biết là cái chuyện riêng cái việc cày cấy á nó chết rất nhiều chúng sanh quý vị biết không à, cái việc cày cấy khi mà cái lưỡi cày nó xuống bao nhiêu con dung con dế nó chết chết nhiều lắm rồi đến khi mà trồng trọt trồng rau trồng lúa thì phải phun thuốc trừ sâu mà mình gọi là bảo vệ thực vật làm ruộng thì còn phải diệt ốc bu nữa còn cái cây thì cũng phải phun thuốc trừ sâu mà mình nghĩ là nếu mà quý vị nghĩ nghĩ là chúng sanh bình đẳng á thì tại sao mình thấy là cái sanh mạng của con gà con heo nó quý còn cái sanh mạng không lẽ sanh mạng của con trùng con dế nó không đáng quý hay sao bây giờ thành ra đó ngay cả ngay cả cái một người nông dân ấy, khi mà họ trồng ruộng thì họ làm ruộng làm rẫy thì họ vẫn sắc xanh rất là nhiều thì dựa vào đâu mà mình nói rằng cái việc mà mình ít ăn thịt hơn thì cái sự sắc xanh chắc chắn nó sẽ giảm bởi vì khi mà người ta trồng nhiều hơn thì người ta sẽ bảo vệ thực vật nhiều hơn rồi cái việc mà phun thuốc trừ sâu cái việc mà mình bón nhiều những cái phân hóa học nó làm những cái mảnh ruộng nó trở nên khô cằn thì có gì hiểu mà ừ. à, thành ra đó cái việc mà chúng ta nói rằng cái ăn thịt ấy, thì sắc xanh chắc chắn nó sẽ giảm nó là một cái cái nhìn nó hơi bị lệch hơi bị lệch bởi vì um, có lần á có lần sư đến thiền viện sư đến một cái thiền viện à, đương nhiên là một vài thiền viện chứ không phải là một thiền viện thuộc truyền thống phát triển à, sư thấy uh, các cái vị uh, tu sĩ gồm có các thầy và các sư cô uh, vẫn trồng trọt và khi trồng trọt như vậy đó, sư hỏi là trồng cái này mấy thầy mấy cô có uh, trừ sâu không? mấy thầy mấy cô nó có, thì sư mới nghĩ như thế này, bản thân á, bản thân cái vị một vị tu sĩ, bản thân vì vị, vị đó uh, không có lựa chọn thực phẩm tức là có cái gì ăn cái đó người ta cho cái gì mình ăn cái đó ờ, bao gồm cả có thịt cá lẫn không có thịt cá mình vẫn ăn như thường bản thân cái việc đó nó không có lỗi mà mình vì cái việc không có lỗi đó mình không muốn mình không muốn mình đi tự mình trồng trọt quý gì không có biết là trong cái giới trong cái giới tu sĩ đó trong luật của tu sĩ thì một vị tu sĩ không được phép trồng trọt trồng trọt là một cái lỗi à, là phạm giới rồi khi mà cuốc đất cuốc đất xuống để mà gieo dù là cuốc vì mục đích gì đi chăng nữa Thể thể anh mà đào đất là phạm lỗi Đó là chưa kể mình cuốc xuống là mình tại sao gì chết con này con kia một đào một phát là phạm lỗi là phạm một giới Nha. mà một cái mảnh ruộng như vậy á, quý vị nghĩ đi một vị tu sĩ là sẽ đào bao nhiêu bao nhiêu cuốc là phạm bấy nhiêu lỗi rồi khi mà trồng xuống trồng xuống thì lại đi phun thuốc trừ sâu lại phạm thêm giới sát xanh vì mình không muốn ăn thịt cá cho nên mình sát xanh quý vị thấy nó nghe nó kỳ cục không bởi vì mình phải trồng trồng rau trồng rau trồng rau để cho huynh đệ có thực phẩm thì mình lại phạm giới sắc xanh rồi sau đó sau đó mà để mà có được những cái thứ đó rồi đó à, lại đi thu hoạch mà quý vị biết là một vị tu sĩ không được làm hại đến sinh vật làm hại đến cỏ cây tức là ngắt một cái lá cũng là lỗi thì như vậy đó à, khi thu hoạch thì vì đó phạm rất nhiều lỗi thể mà làm thu hoạch một cái trái hoặc thu hoạch một cái lá thì vì đó phạm một lỗi rồi sau khi thu hoạch xong thì à, vì đó không được cư sĩ làm cho hợp lệ mà vì đó thọ dụng luôn cái thực phẩm đó thì nó lại phạm thêm lỗi nữa rồi nếu như vì đó không có ăn sống mà vì đó nấu nướng thì vì đó lại phạm thêm một lỗi nữa có nghĩa là bởi vì chỉ bởi vì đó chỉ bởi vì mình tránh cái việc là không ăn cá thịt mà rất nhiều những vị tu sĩ phạm một loạt phạm một loạt rất nhiều những cái lỗi bắt đầu từ cái việc là cuốc đất cho đến trồng cây Phun thuốc trừ sâu Thu hoạch Rồi chế biến Phạm rất nhiều những cái lỗi trong đó Quý vị nghĩ nó có đáng hay không Tôi Tự quý vị suy nghĩ ờ, Thành ra được cái đời tu sĩ Cái đời sống tu sĩ Nó không có dễ dàng Thật sự ờ, Nó không có dễ dàng chút nào hết Ừ thành ra như sư nói sư thì sư không có phỉ bán không có xúc phạm uh, sư chỉ đưa ra uh, những cái khía cạnh để mà quý vị phải suy nghĩ cho nó thấu đáo ừ phải suy nghĩ cho nó thấu đáo còn thì chúng ta muốn ăn cái gì thì nó là cái quyền cá nhân của mình ha nó là quyền cá nhân của mình uh, đặc biệt quý vị là cư sĩ là cái người cư sĩ tại gia thì quý vị ăn cái gì thì nó không có quan trọng nhưng mà một vị tu sĩ á một vị tu sĩ thì làm ơn nhớ giùm mình đi tu thì mình phải trở nên là một người dễ nuôi đừng có trở nên là một người khó nuôi khó chiều khó chịu thì như vậy đó là mình đi ngược với cái lời dạy của đức thế tôn và nhớ giùm cho Bản thân cái việc chúng ta ăn cái gì, uống cái gì Nó không đưa đến sự giác ngộ, giải thoát Mà chúng ta phải thực hành những cái pháp tăng thượng Giới, tăng thượng tâm Đó là cái sự giữ giới ừ? Hành thiền, tu tập theo bác chánh đạo Thì như vậy đó Nó mới đưa đến cái sự giải thoát giác ngộ Còn mà chúng ta có ngồi đó Chúng ta cứ cãi nhau hoài Cái chuyện ăn cá thịt hay không ăn cá thịt đó thì mình có cải cả đời này qua kiếp khác thì mình phàm phu vẫn cứ là phàm phu ừ. à, còn một số vị thì Nói là tại sao cái màn hình tối đó ha, à, màn hình tối đó thì à, à, quý vị hiểu dùm là do cái trục trặc kỹ thuật ha, à, đáng lẽ ra là hôm nay là do trục trặc như vậy đó là sư không có phát trực tiếp Uh, sư tắt luôn á Nghỉ luôn hôm nay Nhưng mà sư nghĩ là câu hỏi nhiều quá Cho nên uh, quý vị thấy cái màn hình tối Thì nó cũng không có ảnh hưởng gì uh, Bởi vì cái lúc mà cái bản câu hỏi đó Thì uh, màn hình nó sáng ha? Còn cái lúc mà sư trả lời đó Thì <laughs> quý vị đâu có cần phải nhìn cái mặt sư làm cái gì uh, Cho nên là Không sao ha Sư nghĩ là cái này nó không có sao Thông cảm dùm ha hôm qua cũng vậy cho nên là sẽ không có sư không có thuyết không có giảng pháp cú. hôm nay cũng vậy à, mà có thể là trong vài ngày tới nó cũng như vậy bởi vì cái này là do cái trục trặc kỹ thuật ừ à. À, Phật nói đây cho rằng đây mới là đúng, còn lại đều là sai là tà kiến. Vậy phải chăng cho rằng mình theo nguyên thủy ăn thịt mới đúng, còn lại người theo Phật chọn ăn chay là sai, chính là một tà kiến? À, thì cái này như sư nói rồi, hả? À, quý vị muốn ăn cái gì đó thì tùy. À, sư thì sư uh, uh, không có quan trọng cái chuyện này. Nhưng mà một vị tu sĩ phải là người dễ nuôi và bản thân chúng ta phải thực hành bác chánh đạo. Còn bản thân riêng cái chuyện ăn á nó không chứ nó chưa là cái gì hết mà chúng ta cứ tốn thời gian vô mấy cái chuyện mà tranh cãi như vậy thì nó chỉ lãng phí thời gian của nhau thôi.